đâu. Mẹ ơi mua sữa đi. Mời nha, tôi bỏ như vào trong phòng tùy luôn. Hôm qua Kim có ngại là sợ không biết nói xong rồi con chịu đi rồi trời không á. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên là Kim được làm việc với Kiều Khanh, là biết Khanh từ lúc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, nhưng mà chưa có cơ hội nào để làm việc với Khanh. Thì Kim có nói với anh Huy là hôm nào anh chụp Kiều Khanh hay là Kiều Khanh đi về nước cái đó thì cho Kim được làm việc với Khanh, bởi vì ở cô ấy có một cái điểm mà Kim rất là thích, đó là nhìn rất là nhân hậu và đặc biệt rất là nụ cười, rất là trẻ con. Thì ngày hôm nay là tụi này mới quyết định là chụp một cái bộ hình với trang phục cổ điển, và tóc của Kiều Khanh thì lại thắt bính, môi thì lại là son hồng, và đặc biệt là trong cái phong cách diễn của Kiều Khanh á thì rất là kín đáo nhưng mà thật sự là rất là thời trang và rất là trẻ trung. Thực hiện một cái bộ cho Kiều Khanh thể hiện cái sự trẻ trung, thì việc đầu tiên tôi đang nghĩ cho Khanh những cái ánh sáng làm sao đó để cho phù hợp, tại vì Kiều Khanh là một cô gái đẹp thì và bạn ấy có phải nhìn ở đây là bạn ấy có một cái nụ cười rất là có duyên. Thì từ tôi nè, bà xã tôi, là mấy cấp Hàng My rồi Nguyễn Tiền Kim thống nhớ với nhau, mình đưa ra một cái tưởng là Kiều Khanh có một cái sự thể hiện cái sự nhí nhảnh vui nhộn để làm sao ra được một cái chất trong sáng của Kiều Khanh. Đó là cái chúng tôi cùng kết hợp với nhau để tạo cho cái bộ ảnh Kiều Khanh của ngày hôm nay. Phải qua trái, là từ trái qua phải, là cái vậy ha. Đó, cười thoải mái. Rồi, cười thoải mái. Đó, là cái vậy ha. Ok, tiếp không?
Trang điểm cho Kiều Khanh với cùng ekip là Static Nguyễn Thiện Khiêm cùng ông xã là Quốc Huy. Thì thật sự là hôm nay Kiều Khanh có một gương mặt thật là dễ thương, có nụ cười và trong sáng. Vì My làm chung với lại Nguyễn Thiện Khiêm cũng khá nhiều, cho nên biết ý tưởng của Khiêm, My là mặc thật là đơn giản. Và ý tưởng của Khiêm là thích một cái tóc cổ điển mộc, cho nên là nhan sắc cộng với hình thể và nụ cười đã làm cho một Kiều Khanh thật là dễ thương. Cho nên mình rất thích khi mà được trang điểm cho Kiều Khanh. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up to Giờ hai bây giờ mọi người sẽ cố gắng là ném chung quanh Khanh thật nhiều. Và Khanh là một cái thế là Khanh đang thách thức ném đi. Đố ném chung nè. Đó là thấy vậy ha. Rồi. Yeah. Yeah. Một vài cái mình sẽ ném cố gắng. Rồi, chuẩn bị ha.
Kiều Khanh thì chúng tôi vẫn khai thác theo một cái hướng là đương nhiên là Kiều Khanh thể hiện đây một cái người mẫu thì không thể nào bằng các bạn người mẫu chuyên nghiệp được, nhưng mà Khanh ở đây là có một cái gương mặt rất là đẹp, rất là chuẩn, thì chúng tôi đang tạo làm sao đây là một cái sự trong sáng của Kiều Khanh. Tại vì cái hình ảnh của Kiều Khanh mọi người vẫn nhìn đây là một cô hoa hậu trong cuộc thi vừa rồi, thì chúng tôi muốn khai thác Kiều Khanh theo một cái tinh thần là gương mặt trong sáng, những cái hồn nhiên của Kiều Khanh qua cái bộ ảnh của ngày hôm nay. Rồi, thấy đi bà con ơi, bây giờ là hãy lên xung quanh anh, hãy vô anh, hai ba, hãy lên xung quanh, hai ba, vô, hai cậu nhập anh đó. Hay là màu hồng đi cái nơ, hay cái hồng đi cái nơ hồng á, không hồng đi nơ hồng đó. Mickey Mouse. Rồi vậy ha, rồi cười đi, đó nhẹ lên, cười nhẹ lên, mở mắt ra. Rồi bây giờ nè. Dạ em cũng gặp anh Kim nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên em làm việc cùng với anh ấy, và ý tưởng của anh ấy rất là hay, làm việc cùng anh ấy rất là vui ạ. Dạ tất nhiên là em rất thích chơi với bóng rồi, thì là nó rất là vui ạ. Hôm nay lần đầu tiên em cũng làm một cái photoshoot như thế này nên nó cũng khác. Dạ.